PT Academic Online là gì, giá trị công nhận ra sao, giống và khác gì so với hình thức PT Academic thông thường? Hãy cùng xem tất cả những thông tin về PT Academic Online trong video này nhé. Hello mọi người, lại là cô Amy đây. Welcome back to another video of PT Helper. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của PT Helper. Trước khi đi sâu vào video này thì các bạn đừng quên like video, subscribe kênh và kèm theo với là bấm vào nút chuông thông báo để nếu như có bất cứ một video nào mới, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo nhé. Kể từ đợt dịch Covid thì rất là nhiều những phòng test phải tạm thời đóng cửa, cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều tới lịch trình thi cũng như là lịch nộp hồ sơ, nộp visa của các bạn thí sinh. Bởi vì như vậy cho nên là Pearson đã mở ra một hình thức thi mới, đấy là PT Academic nhưng mà là online. Và để so sánh giữa bài thi PT Academic thông thường và Academic Online thì sẽ có những sự giống nhau và khác nhau như sau. Đầu tiên là để nói về giống nhau nhé. Sự giống nhau đầu tiên đấy là về cấu trúc bài thi. Cả hai bài thi này đều sẽ bao gồm 20 phần bài, 4 kỹ năng và làm y chang như vậy luôn. Cái thứ hai đó là về cách thức làm bài thi sẽ đều là trên máy tính. Và đương nhiên cách thức chấm điểm cũng sẽ là trên máy tính luôn, không khác nhau tí nào nhé. Và tương tự như vậy thì cái hình thức đăng ký, mọi người sẽ cũng đăng ký online trên pearsonpte.com và chỉ cần dùng một tài khoản là sẽ có thể đăng ký được cả hai cái hình thức thi này, chứ mọi người sẽ không có cần phải tạo thêm một cái tài khoản nào cả. Và suy ra là cái lệ phí thi của hai bài test này cũng sẽ giống như nhau. Đương nhiên là lệ phí thi ở mỗi một quốc gia sẽ có sự khác nhau, nhưng mà ở trong cùng một quốc gia thì hai cái hình thức bài test này sẽ có chung một cái mức lệ phí thi nhé. Tiếp theo để nói về sự khác nhau thì đầu tiên sẽ là về giá trị công nhận. Đối với lại hình thức thi bình thường đó là PT Academic thì mọi người sẽ có thể dùng cho tất cả các mục đích, ví dụ như là đi du học, làm việc và định cư vân vân. Nhưng mà còn đối với lại hình thức thi PT Academic Online thì các bạn sẽ chỉ sử dụng để mà dành cho mục đích du học mà thôi. Và đối với mục đích du học này thì mọi người cũng phải lưu ý đó là tùy trường mới chấp nhận chứ không phải là trường nào cũng chấp nhận bạn nhé. Cho nên nếu như muốn chắc chắn thì các bạn sẽ cần phải confirm là xác nhận với lại bên trường. Nếu như trường nó có chấp nhận cái kết quả của hình thức thi này thì các bạn mới có thể là nộp hồ sơ được. Còn đối với lại việc xin visa và các cái mục đích khác thì chỉ có visa 500 là hiện tại đang được chấp nhận cái kết quả bài test này thôi. Còn đối với lại tất cả những cái mục đích khác thì hiện tại kết quả của bài test PT Academic Online đều đang không được chấp nhận. Và cái sự khác nhau cực kỳ lớn giữa hai cái loại bài test này tiếp theo mà cô Amy phải nói tới, đấy là về việc là các bạn sẽ thi ở đâu. Đối với lại PT Academic thì các bạn sẽ thi ở phòng test, một cái nơi mà đã được là Pearson người ta kiểm tra về hệ thống máy móc tất cả các thứ rồi. Thì các bạn chỉ cần là đi tới nơi đó và các bạn sẽ take test thôi. Còn cái bài test PT Academic Online thì các bạn sẽ không tới một test center thi mà các bạn sẽ thi tại nhà. Mà chính bởi vì thi tại nhà đâm ra là các bạn sẽ cần phải tự đảm bảo với tất cả những cái, ví dụ như là về thiết bị này, rồi về security, về tính an toàn, tất cả các thứ. Và chính bởi như vậy cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái procedure kèm theo để Pearson có thể xác định được là à, các bạn đang không gian lận trong quá trình thi, các bạn đang dùng những cái devices, những cái thiết bị mà nó đã đủ yêu cầu, đủ tiêu chuẩn rồi thì Pearson mới cho phép các bạn take bài test này, chứ không phải là các bạn chỉ cần có cái laptop với lại cái tai nghe là các bạn đã làm được đâu nhá. Để có thể được đủ tiêu chuẩn để thi bài thi PT Academic Online thì các bạn sẽ cần phải lưu ý về một số những cái quy định về thiết bị. Ví dụ đầu tiên các bạn sẽ cần phải có laptop hoặc là máy tính bàn cũng được. Tuy nhiên thì các bạn nhớ cẩn thận là máy tính chúng ta nên sử dụng tốt một chút xíu để tránh việc khi mà chúng ta đang làm bài lại có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Cái thứ hai đó là một cái mạng ổn định. Tại vì toàn bộ quá trình các bạn thi sẽ là thông qua mạng mà, cho nên các bạn cần phải có một cái mạng ổn định tránh để gặp ảnh hưởng gì đó nhé. Cái tiếp theo nữa là các bạn sẽ cần có một webcam, có nghĩa là một cái camera. Kế tiếp đó là các bạn sẽ cần phải có một cái headset. Các bạn lưu ý đó là cần phải có cái headset mà có tai nghe và có cái mic này. Và ngoài ra nữa là sẽ phải có cái dây. Cái là cái tai nghe headset mà là dạng dây ấy, chứ không phải là tai nghe headset mà là dạng Bluetooth nha. Bluetooth sẽ không được chấp nhận. Và tương tự như vậy thì các bạn đeo cái tai nghe Bluetooth của cái điện thoại thông thường cũng sẽ không được chấp nhận luôn. Hoặc là ví dụ như các bạn đeo cái tai nghe mà nó chỉ có kiểu như là đeo hai cái tai vào đây này, xong nó có một cái dây, xong có một cái mic ở đây là cũng không được chấp nhận luôn. Bắt buộc phải là một cái headset trùm qua đầu như thế này, có tai tai nghe và có cái mic rồi, và phải là dây nhé. Kế tiếp các bạn nên đảm bảo được rằng là máy tính của các bạn đã đang cắm vào cái nguồn điện rồi, để mà trong quá trình chúng ta làm thì sẽ không có bị ngắt điện giữa chừng ha.
Ngoài ra thì các bạn sẽ cần phải có một chiếc điện thoại để mà check in đầu giờ nhé. Một vài lưu ý thêm cho cái việc chuẩn bị của các bạn đấy là các bạn cần phải là kiếm một cái khuôn viên hoặc là một cái không gian nào đấy mà là hoàn toàn không bị ai làm phiền, và nhớ phải đủ ánh sáng để mà giám thị sẽ có thể là nhìn thấy bạn trong suốt quá trình các bạn làm bài. Tiếp theo thì chiếc điện thoại của các bạn sẽ chỉ được dùng để check in, và nếu như các bạn sử dụng Android thì nó phải sử dụng Chrome và phải là 7 Plus, còn nếu như mà là iOS thì nó sẽ phải là 12 Plus và nó sẽ phải dùng là Safari nhé. Và sau khi các bạn đã check in xong thì phải để ra khỏi tầm với và tầm nhìn, hoàn toàn không được đụng tới nó nữa. Lưu ý tiếp theo về sự chuẩn bị đó là các bạn phải chuẩn bị một cái bàn và cái không gian hoàn toàn là trống trải, xung quanh mình sẽ không có bất cứ một cái gì cả để có thể là bị nghi ngờ hay là kiểu như là bị nghĩ là các bạn đang gian lận, ok? Cô Amy sẽ gắn một cái đường link về technical requirements, những cái yêu cầu về technical mà Pearson bắt buộc các bạn cần phải có để mà có thể check được cái bài test PT Academic Online này ở dưới phần description nhé. Một vài những quy định cho cái bài thi PT Academic này mà cô Amy sẽ tổng hợp cho các bạn nghe đây thôi, đó chính là đầu tiên, các bạn sẽ không được có bất cứ một sự can thiệp nào của một cái người nào khác. Thậm chí là nếu như mà trong quá trình các bạn thi mà có một cái tiếng nói nào vọng vào cũng sẽ không được luôn. Cho nên các bạn cần phải lưu ý là nếu như các bạn ngồi thi ở một vị trí nào đấy thì hãy đảm bảo là không có một ai sẽ có thể làm phiền các bạn. Cũng giống như kiểu các đang làm bài vậy, nhưng có ai thò đầu và xuất hiện vô màn hình là coi như là cũng xong luôn. Cái bài thi của các bạn sẽ ngay lập tức bị hủy và sẽ kết quả đấy sẽ không được chấp nhận nữa. Quy định thứ hai là không có được dùng màn hình cảm ứng và cũng không có được dùng nhiều màn hình một lúc. Có bạn nào mà hay set up một cái bàn làm việc hay là cái bàn máy tính của mình mà kiểu như có hai cái màn hình lớn thì là lớn ý, thì các bạn sẽ cần phải lưu ý là chúng ta chỉ được sử dụng một thôi, chúng ta phải cỡ bóp một cái ra thì mới có thể thi được PT Academic Online. Ngoài ra nữa thì nếu như mà các bạn đang dùng máy tính công ty thì cũng cẩn thận luôn, bởi vì máy tính công ty thì thường thường sẽ hay có những cái restrictions, những cái hạn chế nào đấy mà sẽ có thể ảnh hưởng tới là kiểu như đang làm bài test thì nó chặn lại hay nó không cho thi nữa, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm bài của mọi người luôn. Quy định thứ ba đấy là tuyệt đối không được bật firewall tường lửa hoặc là VPN nhé. Quy định tiếp theo thì cô Amy đã nói trước đó rồi, đấy là tuyệt đối không được sử dụng các thiết bị khác, ví dụ như là điện thoại này, đồng hồ này hay là bất cứ mọi thiết bị nào khác. Nói chung là các bạn chỉ có được sử dụng cái máy tính mà thôi. Vậy thì suy ra là khi mà các bạn muốn check notes thì các bạn hoàn toàn không được check notes bằng bất cứ một cái thiết bị nào đó khác. Và đó cũng là sẽ là quy định tiếp theo, đó là các bạn sẽ không được check notes ra giấy, mà ở trên màn hình nó sẽ có một cái nút ghi là notes. Nếu muốn check notes thì các bạn sẽ bấm vào cái đấy thì sẽ có một cái ô để mà có hiện ra cho các bạn check notes. Và có một cái lưu ý nhỏ là khi mà chúng ta bấm sang cái bài tiếp theo thì là cái ô notes đấy nó sẽ biến mất. Cho nên là sẽ có một vài mẹo, ví dụ như là mẹo của cái phần summarization text áp dụng của essay mà cô Amy đã mention đề cập ở một vài video khác, thì nó sẽ không có thể sử dụng được khi mà các bạn làm như kiểu này. Quy định tiếp theo đó là lúc nào các bạn cũng cần phải hiện diện trong cái khung hình trong cái camera hết, và có nghĩa là các bạn cũng không được đi vệ sinh luôn đó. Toàn bộ quá trình làm bài là phải hoàn thành xong thì các bạn muốn được rời ra khỏi vị trí. Còn nếu như mà đang làm bài mà rời ra hoặc là đang có sự can thiệp của ai đó vô là coi như bài test của mọi người sẽ ngay lập tức bị hủy luôn. Vậy thì trong quá trình thi mà nếu như các bạn cần có sự hỗ trợ nào từ giám thị thì các bạn bấm vào cái chữ chat và sau đó là sẽ nhắn tin và nói chuyện với giám thị để nhờ hỗ trợ. Còn về yêu cầu webcam thì các bạn bắt buộc phải sử dụng webcam có cái chất lượng yêu cầu tối thiểu như sau, và tuyệt đối không được sử dụng điện thoại làm webcam nhé. Cái khâu tiếp theo sẽ khá là rườm rà, mà thường thường nếu như các bạn là đi thi PT Academic thông thường thì sẽ có một giám thị sẽ hỗ trợ làm cho mọi người hết. Còn đối với lại cái việc mà mọi người thi online ở nhà thì cái việc check-in sẽ có cái flow đi như sau. Bước đầu tiên đó là trước 30 phút so với lịch thi thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản MyPTE để mà có thể là bắt đầu thủ tục check-in. Mà các bạn lưu ý đó là nếu như mà trễ giờ làm bài 15 phút thì ngay lập tức là bài test của mọi người sẽ bị hủy luôn và tuyệt đối là không được refund nhé. Tiếp theo trong quy trình check-in thì các bạn sẽ cần phải làm theo 3 cái bước mà đang có xuất hiện trên màn hình. Đó chính là đầu tiên các bạn sẽ cần phải copy một cái code và sau đó là tải một cái phần mềm được gọi là phần mềm OnVUE và sau đó là cài đặt nó trên máy tính. Rồi, bước thứ 3 đấy là các bạn sẽ cần phải khởi chạy cái phần mềm OnVUE này. Đây là cái phần mềm mà làm bài test đó mọi người, ở trên máy tính của mình đó. Và có một cái lưu ý nhỏ đây các bạn cần phải nắm, đó là nếu như mà ai sử dụng máy Mac á thì các bạn cần phải là cho phép OnVUE sử dụng những cái ví dụ như là microphone này, camera này, rồi là automation, hoặc là những cái như là input monitoring các thứ. Có nghĩa là mình sẽ cho phép OnVUE sử dụng tất cả những cái tính năng ở trên máy tính để cái quá trình thi của mình nó sẽ không có bị gián đoạn mọi người nhé.
Bước thứ ba trong quy trình check-in thì các bạn sẽ cần phải chạy cái system check theo hướng dẫn. Có nghĩa là mọi người sẽ cần phải check microphone này, check loa này, check camera này, check độ ồn trong phòng này, hoặc là check chất lượng kết nối internet này. Nếu như mà đảm bảo tất cả rồi thì các bạn sẽ phải qua bước tiếp theo. Giống như khi các bạn đi thi PT Academic bình thường thì khi các bạn làm bài test thì chúng ta sẽ không sử dụng bất cứ một cái app nào khác được cả. Cho nên cái bước tiếp theo trong quy trình check-in thì cái phần mềm mà OnVUE đấy, nó sẽ ngay lập tức là sẽ ngồi quét hết tất cả những cái phần mềm nào đang mở trên cái máy tính của mọi người và sẽ ép tắt tất cả những cái đó đi. Các bạn sẽ không được sử dụng tất cả những cái gì khác ngoài cái phần mềm OnVUE này. Cái bước tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải mở cái camera của cái điện thoại của mình ấy, xong các bạn sẽ quét một cái mã code trên màn hình để có thể tiếp tục là đi vào cái trang web check-in. Và các bạn lưu ý rằng là nếu như các bạn dùng Android thì cần phải sử dụng là Chrome, còn nếu như các bạn sử dụng là iOS là điện thoại iPhone thì các bạn sẽ cần phải sử dụng là Safari nhé. Bước tiếp theo đó là chụp một tấm hình selfie. Bước tiếp theo đó là mọi người sẽ chụp mặt trước và mặt sau của cái passport của mình. Tiếp theo thì mọi người sẽ được hệ thống yêu cầu là chụp 4 cái tấm hình quanh cái phòng theo các cái hướng mà đã được quy định và chỉ định ở trên cái màn hình. Và bước tiếp theo đấy là các bạn sẽ hoàn tất tất cả những cái bước check-in còn lại trên điện thoại. Và sau khi hoàn tất xong, nhớ là phải đưa điện thoại sang ra ngoài tầm với, tuyệt đối không được để bên trong cái tầm nhìn hoặc tầm với của mình nhé. Sau khi các bạn đã cất điện thoại đi rồi thì các bạn quay lại máy tính bấm refresh để hệ thống có thể cập nhật tất cả những cái bước check-in của các bạn qua điện thoại vừa rồi. Sau đó thì các bạn sẽ vào hàng chờ đợi để có thể chờ đợi giám thị xuất hiện chào hỏi và kiểm tra. Và khi các bạn đã gặp giám thị rồi thì giám thị sẽ yêu cầu là bạn sẽ cần phải cho xem hết cái khu vực xung quanh cái máy tính và cái khu vực ngồi của mọi người, xem là có bất cứ một cái đồ gì khả nghi hay không. Nếu như mà có bất cứ một cái đồ vật nào mà các bạn không thể nào di chuyển đi được thì giám thị sẽ cần phải yêu cầu các bạn là phải cho xem cái dây nguồn hay tất cả các thứ, xem là có đang gọi là kiểu kết nối với lại máy tính hay là có thể là một cái công cụ nào đấy đang được cắm vào để hỗ trợ cho mọi người gian lận trong bài thi hay không. Nếu như người ta nghi ngờ thì người ta sẽ yêu cầu mọi người là phải gỡ nó đi. Có một lưu ý nhỏ đấy là khả năng cao người giám thị mà hỗ trợ mọi người sẽ là một người Ấn Độ, cho nên là cái accent tiếng Anh nó sẽ hơi khó nghe một chút xíu. Nên lúc như vậy thì các bạn chỉ cần bình tĩnh lại và cứ hỏi lại giám thị cho đến khi mà các bạn đã hiểu được ý rồi và các bạn sẽ có thể làm bài bình thường. Và sau khi mà giám thị đã kiểm tra mọi thứ an toàn tuyệt đối rồi thì bài test sẽ được tải về máy tính và lúc này thì các bạn chỉ cần làm y chang như khi các bạn luyện tập trên PT.Tools mà thôi. Và cái bài test này sẽ không khác gì bài test ở PT Academic thông thường cả. Cho nên là nhớ bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài những sự khác nhau lớn vừa rồi ra thì tất cả những cái khác liên quan tới việc là muốn đặt lịch thi, hủy lịch thi hoặc là muốn đổi lịch thi thì tất cả những cái policy liên quan đều sẽ giống như là PT Academic thông thường. Vậy thì cô Amy sẽ để cái đường link của cái handbook mà dành cho các bạn thí sinh ở bên dưới phần description. Bạn nào có muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy vào những đường link bên dưới phần description để tìm hiểu rõ hơn nhé. Cô chúc các bạn sẽ sớm đạt được PT Typing mà mình mong muốn. See you in the next video.